Xin chào các bác nhá. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, em chúc cả nhà mình một tháng mới tràn đầy sức khỏe. Và hôm nay em cũng review đến các bác một chiếc xe đua. Một chiếc xe đua được mang thương hiệu Momentum các bác. Đấy, được phối màu đen và tem đỏ. Và con này có size đứng của nó là 47, size ngang là 50 các bác nhé. Đấy, con này nguyên bản từ đầu đến cuối, rất còn đẹp. Em sẽ đi về chi tiết xe ngay bây giờ. Đấy, em sẽ quay qua phần sơn đây. Con này là Momentum, thương hiệu của Gian đây. Sơn là còn nguyên bản, đồ đạc nguyên bản nguyên hết. Có cái xích em thay rồi. Đấy, có xích em thay, đồ lốp em thay rồi. Đấy, con này là khung nhôm các bác nhá, cả sắt. Vành nhôm hợp kim 3 mảnh. Vành vành 2 lớp. Níp còn là 7 líp. Chạy đời sau Shimolo. Đấy, xích mới thay rồi. Đấy. Đùi đĩa trước là Shimolo Today. Đạp đề trước cũng thế, Shimolo Today. Con này là Momentum giò 1 đây. Con này cũng rất là quen thuộc với mọi người. Khá là đẹp. Con này khá đẹp đấy. Đề trước cũng là Shimolo Today. Đây. Tên đà con này là đề lắc còn. Phanh trước cũng là phanh 3 mảnh, không có chữ gì đâu. Phanh nhôm, càng là càng. Con này là càng sắt các bác nhá. Vành là vành 2 lớp. Mayer sơn đen. Con này cần nói về xe thì cấu hình của nó thấp nhưng mà nó khá là nguyên bản, phải sơn về đồ rất là đẹp. Giá con này cũng hợp lý thôi các bác nhé. Momentum. Nói về phần trăm mới, con này khá mới đấy các bạn, mới lắm. Khá là mới, sơn là khá là đẹp, huy đồng nhôm, có tăng nhôm các bạn. Em sẽ quay tổng thể lại một lần nữa con xe này, giới thiệu với các bác. Đấy, con này có size đứng là bằng 47, size ngang 50, khung nhôm càng thép các bác nhé, vành vành 2 lớp, chạy với 7 líp. Đề trước đề sau là Shimolo, đùi đĩa Shimolo. Máy trước máy sau là có sơn đen, bi đông có tăng nhôm. Con này giá thành cũng hợp lý rồi. Con xe này nhưng mà bác nào mới chơi xe mua con này là ok đấy, vì con này xe nó khá là đẹp đấy. Dù nó tiền thì nó không nhiều nhưng mà về chất xe là khá đẹp, nguyên bản, sơn rất là lành. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0915096215. Số điện thoại bên em dùng Zalo các bác nhé, bác cứ kết nối Zalo với em. Đấy, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của xe này cho các bác. Đây là cái số điện thoại của bên nhà em. Đấy. Và các bác xem video như trên kênh em thì nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo hàng ngày các bác nhé. Và em cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.